Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay là ngày 28 tháng 9 Một ngày trời nắng vô cùng là đẹp Kính mời quý vị và các bạn cùng ngắm kiếm hoàng hồng Một trong những cái cây kiếm mà thời gian gần đây rất nhiều người đang đi săn Đang đi tìm Và đáng để sưu tầm Vì đây là một cái giống kiếm mà có thể nói là nó đẻ khỏe như tôi trồng ở trong giàn thì tôi phát hiện ra là một cây sau 1 năm trung bình nó sẽ thành 7 cây cho đến là 12 cây còn cái khóm nào mà quá sung quá khỏe thì một cây sau 1 năm nó sẽ thành khoảng tầm 15 đến 20 cây đấy là hên lắm đấy các bạn nhé phải rất hên đấy thường thì khoảng 14 đến 15 tháng thì mới được 20 cây 16 tháng. Một cái giống kiếm thơm sai hoa. Nhưng mà cái cây này thì cái độ biến thiên về hoa nó cũng khá là cao. Cái độ biến thiên về hoa có nghĩa là chế độ chăm sóc khác nhau. Hoa nó sẽ khác nhau nha. Khí hậu khác nhau, hoa cũng khác luôn. Và đặc biệt là lúc mà mới trồng ấy các bạn mà nó bị ra hoa ép ấy thì hoa cực xấu luôn. Cây phải khỏe. Đủ nắng, đủ kali, đủ lân. Và đặc biệt là phải đủ sắt. Thì hoa nó mới sáng màu như vậy được, nó mới đẹp như vậy. Và có một cái đặc điểm rất là đặc trưng của cái cây này. Là lúc ban đầu khi mới nở thì hoa nó nhạt màu, nhưng càng ngày thì lại càng đậm màu. Đó, bây giờ tôi mời các bạn xem cái vòi hoa ở bên kia nó có một số bông vừa mới nở và một số bông thì cũng nở cũng được vài ngày rồi. nhà đây thì khi mà bông nó mới nở ấy thì cái màu của nó sẽ nhạt hơn thậm chí là nhạt hơn như vậy nữa các bạn các bạn ạ. hoặc là tối màu hơn nhưng mà càng nở được lâu thì hoa lại càng đậm màu hơn nữa là cái cần hoa đó nếu mà chăm đạt thì hoa nó rất là sai và cần hoa bự chăm mà không đạt ấy hoặc là cây mà nó ra nhiều hoa quá bị ép hoa thì đôi khi là cần hoa nó lại hơi rích rắc đấy có khi cần hoa thẳng tắp luôn và cũng có khi là cần hoa nó rích rắc và cái này thì không riêng gì cây hoàng hồng nha các bạn mà tất cả các loại kiếm thì đều có cái tình trạng như vậy Tại vì tôi đã từng thấy những cây xanh Huế hoặc là những cây vị hoàng cần hoa có sự rích rắc. Dĩ nhiên là cái mức độ rích rắc của nó không có nhiều nhưng mà vẫn rích rắc. Và đặc biệt là cây như cây xanh Huế đó thì cái hoa của nó biến thiên một cách khủng khiếp luôn. Hoa nó biến thiên còn dã man hơn cây cây hoàng hồng rất nhiều luôn các bạn nhé. Tại vì tôi đang sở hữu khá là nhiều cây xanh Huế và nó nở hoa ở trong giàn của tôi rất nhiều lần rồi và nó đậu quả cũng khá là nhiều hiện tại thì tôi đang có khoảng 6 quả đang có 6 quả 6 7 quả gì đấy đấy và nó ra hoa trong dàn nhiều nói chung là số lượng xanh huế tôi đang sở hữu thì cũng đến vài chục cây và nhiều chậu chứ không phải một chậu nha tuy nhiên là tôi thấy là có khi ấy, là nó nở hoa ở trên cùng một chậu hai vòi hoa khác nhau thì hoa lại khác nhau lại không giống nhau thế chứ nên mới lạ chứ đấy và ngay cả trên cây hoàng hoàng hồng đấy vậy này hai cần hoa nha. Đấy, một cần thì khá là thẳng một cần thì bị dích rắc kìa đấy cần thẳng nhá cần dích rắc rồi cái này thì nó đậu trái rồi đây các bạn này một này, hai này ba này đây đậu trái rồi đây và cái màu sắc thì một bên thì đậm hơn, bên thì nhạt hơn, lạ lùng không? Nhìn ở ngoài đời mới thấy được rõ nha các bạn, nhìn ở trên điện thoại thì khó phân biệt lắm. Cái này thì tôi để ở trên trên khay cho nên là nó khó mà thẳng được. Nếu mình để thòng xuống ấy, ngay từ đầu ấy thì nó sẽ dễ dàng được thẳng hơn. Ngoài ra thì kiếm nói riêng và tất cả các loại lan nói chung là cái độ biến thiên nó còn trên một cần hoa nhé. Mà các bông khác nhau nó cũng không giống nhau đâu. Bây giờ tôi ví dụ các bạn này. Chúng ta cùng đi so sánh nhé. Đây. So sánh hai bông thôi. Một bông ở cuối, gần cuối và một bông ở đầu này. Đấy, rất khác luôn đấy khác về cấu trúc của một chút về cấu trúc của cánh độ bay đây độ 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 cong độ quắp và cái màu sắc cái màu của cái bông tôi đang cầm trên tay đây nó nhợt nhạt này còn cái màu kia đậm hơn đó thì khi mà chúng ta mua lan kể cả năm cái trắng phú thọ hay là hồng minh châu hay thậm chí nó bảo duy luôn rồi người đẹp không tên mắt trâu thì tôi uh, sau khi mà tôi lăn lăn lê bò trườn ở trên các cái hội và những cái nhà vườn lớn họ có những cái hoa nở và họ chia sẻ cái hình ảnh thì tôi mới có sự so sánh đối chiếu thì tôi thấy là chẳng có bông nào giống bông nào cả kể cả là cái uh, bông năm cái nhà phú thọ nha các bạn sẽ thấy là <laughs> nở ở những cái vùng ấy, có những cái vùng mà mặt mắt nó rất đậm mắt cực đậm luôn tím ngắt luôn hoặc là cái cánh nó sẽ bị ám chứ không có trắng nha rồi cũng có những cái vùng ấy thì cái mắt nó mờ gần như mất cái mắt luôn cũng có những chỗ ấy, là cái mũi nó sẽ bị màu nhưng có những chỗ thì mũi lại không màu mũi trắng thì cái độ biến thiên nó lớn và có những cái nhà vườn họ trồng cái cây năm mươi phú thọ cánh cực kỳ là bay cánh bay thậm chí là có khi bay 24 luôn 24 giờ luôn nhưng mà có những nhà vườn trồng thì từ lúc nở đến lúc tàn là cánh nó cứ buồn ngủ và rồi có những nhà vườn trồng thì cây năm cánh trắng phú thọ á Lá mít luôn, lá tròn xe luôn to, 7 sen Nhưng có những nhà vườn trồng thì lá nó cứ dài ngoẵng Như lá tre Thì tôi đi rất nhiều dàn và tôi phát hiện ra điều đấy Cho nên là có nhiều bạn ấy nhắn tin hỏi tôi à Anh ơi, cây này có phải cây năm cánh trắng phú thọ không? Tôi bảo nhìn cây không biết ở đâu ạ Người ta mới quật lại tôi một câu chứ tôi Bảo ủ Nghe nói anh là chuyên gia anh đi nhiều giàn như vậy mà anh còn không biết thì ai biết thì thật sự là trường hợp này tôi bó tay luôn Không biết giải thích như nào Hoàn toàn là không biết giải thích như nào Tại vì càng mình càng đi nhiều Mình càng nhìn thấy nhiều thì mình càng thấy là Bây giờ mà nhảy vào cái vũng nước đục này Để mà đoán cây là chết Vỡ mồm như chơi Không đúng được đâu các bạn ạ à. Không nhìn được đâu Nhìn cây, nhìn lá mà biết được hoa là chịu luôn đó. đó Thì cho nên là Tôi rất nhiều bài học xương máu Từ cái việc là đoán cây sau đó thì bị ăn chửi là vì như vậy cho nên là tôi cũng chia sẻ thật lòng với các bạn ấy đối với cây đối với lan nói chung là muốn được chuẩn giống thì chuẩn được thôi chứ còn chuẩn hoa đó bảo hành mặt hoa thì chả ai đi bảo hành cho các bạn được đấy là nguyên tắc rồi và nhìn một cái cây để biết được cái cây đấy là cây gì rất là khó cực cực khó luôn ngay cả cây phan trí trong vườn của tôi có những cây mà nhìn như cây phan trí luôn y chang luôn nhưng mà nó nở ra cái hoa thì trước cốt, thì các bạn có thể xem cái video clip là Nguyễn Ngọc Hà bán toang dàn trong một nốt nhạc, cái clip đó tên là Nguyễn Ngọc Hà bán toang dàn lan trong bán toang dàn kiếm trong một nốt nhạc, thì tôi có mang một cái khóm lan ra tôi so sánh với cây phan chỉ nó y chang luôn, chả khác gì, đấy thậm chí là bây giờ trên mạng người ta còn đang lừa nhau cái cây cây vàng tây ninh thành cây phan chỉ cho nên là cây vàng Tây Ninh ấy, Cái hoa của nó cũng na ná như hoa phan trí Và cái thân thủ của nó cũng na ná Tuy nhiên là nó khác một chút Thì các bạn có thể xem thêm cái video clip Nguyễn Ngọc Hà phân biệt Kiếm phan trí và vàng Tây Ninh Nha, Các bạn gõ là Nguyễn Ngọc Hà phân biệt kiếm phan trí và vàng Tây Ninh Thì ở trong cái clip đấy Tôi phân tích rất là rõ và có mặt hoa Để cho các bạn xem luôn, làm chứng cho các bạn luôn Để các bạn thấy Chứ không có thì lại bảo tôi nói miệng không bằng chứng thì đó là vài cái kinh nghiệm cơ bản Của cái việc là luyện kiếm Và tôi thấy ấy, là có những cái cây kiếm nha Lúc đầu khi mình mới lấy về Thì cái lá của nó cũng khá là yếu, yếu ớt Nó lả 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 Nhưng khi mình trồng một thời gian thì đủ nắng ấy, Cây lá nó sẽ cứng lên rồi có những cây ấy, lá rất là dài, tôi đã luyện rồi, có những cây lá cực kỳ dài luôn, dài thậm chí là dài 80 cm đến 1 m hai luôn mà tôi luyện xong rồi nó lá nó ngắn hẳn trở lại. Xuống chỉ còn có khoảng tầm 40 đến 50 cm hoặc là cùng lắm là 60 cm thôi. Đấy. Ví dụ như đây, lá rất dài nhá. Tôi luyện xuống còn lá ngắn này. Như đây. Lá cực dài luôn. Tôi luyện xuống còn ngắn như vậy. Thì đó, cho nên đừng có nói cái chuyện là nhìn lá, nhìn cây, hay nhìn củ mà biết được là cây gì nha các bạn Khó lắm Còn những người gọi là thể loại là cao thủ, siêu cao thủ, đỉnh cấp cao thủ rồi Vẫn còn có khi bị nhầm lẫn đấy Và tôi khẳng định với các bạn là chẳng có cái ông nào mà dám vỗ ngực xưng tên là tôi nhìn cây phát biết cây gì luôn Không có ai dám khẳng định như vậy cả Rồi, thì nói nôm na một chút như vậy để mọi người cùng tham khảo và cùng rút ra được một số những cái kinh nghiệm thực tế và xương máu để chúng ta không vướng phải những cái sai lầm cơ bản và cũng không bị thất vọng không bị thất vọng và cũng không chửi oan cho người bán hoặc là mình có bán cho người ta chẳng hạn mà cái hoa nó nở ra nó không giống như những gì mà người ta mong muốn người ta chửi mình thì còn biết đường mà giải thích nha các bạn chứ tôi thấy là có nhiều người đi mua cây xanh Huế về nha nó ra một cái hoa chả đẹp gì cả thế là bị ăn chửi rồi cái người bán cũng chả biết giải thích cho người mua thế nào đấy thì dở hẳn luôn chứ sao nữa rồi ngay cả giả hà cũng vậy thôi có khi các bạn mua ở vườn nhà người ta cánh nó rất là bay, bay 24 giờ luôn Rồi các bạn trồng một thời gian sau nó dở nở hoa ở vườn nhà các bạn cuối cùng chả thấy nó bay ở đâu cả Nó cứ buồn ngủ Hoặc là ví dụ như là vườn nhà người ta thì hoa thơm phức về nhà mình thì không có màu luôn, à, không có mùi luôn Thì đấy là do chế độ chăm sóc thôi các bạn ạ Do chế độ chăm sóc, do nắng, do gió, do nước, do phân Do khí hậu, do nhiệt độ, do độ ẩm và còn do côn trùng và rất nhiều các yếu tố khác nữa, hóa chất chẳng hạn thì nó sẽ thay đổi nhiều lắm về mặt hoa. Đấy, thì cho nên là khi mình chơi lan thì mình cố gắng mình chịu khó mình nghiên cứu sâu một chút, tìm hiểu sâu một chút. Để thứ nhất là mình đỡ bị mất khách và thứ hai là mình đỡ hụt hẫng. Đây là một cái chậu hoàng hồng mà tôi trồng ở trong một cái chậu nhỏ. Chưa kịp thay chậu để ở dưới dàn này nó bị thừa nắng cho nên lá nó hơi vàng bên cạnh đấy thì chậu nhỏ quá dinh dưỡng không có đủ nước không đủ cho nên dễ nó mọc đâm cả lên trời hôm nay nở ra được bông thì có một cái sự biến thiên về bông bông này nó tối hơn những cái bông khác một chút cây hoàng hồng nói riêng và tất cả các loại kiếm nói chung thì nó luôn luôn là có cái sự biến thiên về hoa về lưỡi về cánh về màu sắc về củ về lá thì nếu mà các bạn xem những cái video clip trước của tôi các bạn cũng sẽ thấy được tôi có quay những cái video clip về cây kiếm xanh huế hay là cây phan trí hoa nó có sự biến thiên về màu sắc ở đây rõ ràng là một cái lưỡi rất là tuyệt vời của một bông hoàng hồng Nhưng mà cánh thì lại tối hơn bình thường Đó, có nắng lên một cái là khác hẳn Thì khi mà mình chụp lan Nó có ánh nắng, bông nó sẽ khác Màu sắc sẽ khác Chụp mà không có ánh nắng, màu sắc nó sẽ khác Rồi mỗi một cái giống lan Thì khi mà mình mang đi mình trồng ở những vùng khác nhau hoặc là chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng khác nhau, nó sẽ nở ra được những cái hoa nó khác. Đó là sự biến thiên. Thường ấy thì sự biến thiên thấy rõ ràng nhất đó là trên cây hồ điệp. Có thể là năm nay chúng ta mua về để chơi Tết, hoa nó rất là đậm. Nhưng đến sang năm nó nở ra ở tại nhà mình thì hoa nó lại rất là nhạt. Cái đó là điều rất là bình thường hoặc ví dụ như là cái bông kiếm xanh Huế thì bông kiếm xanh Huế là một bông mà biến thiên cực kỳ nhiều luôn nó biến thiên cả về lá cả về hoa thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ để các bạn xem bây giờ thì mời các bạn xem cái sự biến thiên ở trên cây kiều tím trên cùng một khóm từ cùng một cây mẹ để ra các con các cháu rồi ra thành ba hướng khác nhau thì hôm nay lại ra được ba cái màu sắc hoa khác nhau. Đây nhá, cùng một khóm các bạn ạ. Cùng một cây mẹ. Thì cái khóm này hoa nó cũng hơi hơi đậm. Bông này thì đậm hơn. Còn cái bông này thì rất là nhạt. Mặc dù là nó là cùng một mẹ mà ra cả. Đó. Thì đây là một cái sự biến thiên rõ ràng nhất mà chúng ta nhìn được trực tiếp. Các bạn khi các bạn nhìn trực tiếp ở trên ở ngoài đời thật ý, các bạn sẽ thấy sự khác biệt nó kinh khủng hơn rất nhiều so với lại nhìn ở trên điện thoại. Đây nhá. Cùng một dề một khóm luôn chứ không phải là hai khóm, hai cây khác nhau đâu. Đó. Thì nhiều sự biến thiên như vậy cho nên là khi mình mua giống lan về mình sưu tầm nó sổ ra được chuẩn giống là ok rồi, còn cái chuyện nó sổ ra được hoa thế nào thì nó phụ thuộc rất nhiều, rất rất nhiều vào chế độ chăm sóc, vào dinh dưỡng, vào khí hậu. Ví dụ như đủ kali thì hoa nó sẽ sáng màu hơn, đậm hơn. Hoặc là đủ sắt thì hoa của nó sẽ sẽ đậm hơn, rõ hơn, nét hơn. Đấy, đủ kali thì hoa sẽ thơm mà thiếu kali thì hoa sẽ không thơm rồi ví dụ như là trên cùng một chậu uh, mà có ba vòi hoa khác nhau nở khác khác ngày thì các bạn sẽ thấy được là cái vòi này này nó nở lâu hơn sắp tàn rồi cho nên là vòi cái lưỡi của nó rất là đậm cái này nhạt hơn cái này thì nhạt hơn nữa là tại vì cái này nó nở sớm còn cái này vừa mới nở xong sự khác biệt dựa trên cái việc là nở trước và nở sau nữa cơ Tôi đang phun Movento Phun Movento để diệt bọ trĩ Một cây kiếm tiên vũ Bản lá 7 sen bây giờ tôi sẽ mời các bạn ngắm hoa của cây kiếm vị hoàng có sự biến thiên và hoa của cây kiếm xanh huế cũng biến thiên luôn nha cái bông này là bông vị hoàng các bạn sẽ thấy được là cái lưỡi nó liền luôn cái đỏ đỏ đấy cái màu sắc đỏ của cái lưỡi nó liền lại với nhau luôn cái này là gần liền luôn này. Còn ở trên này là là từng đốm từng đốm từng đốm một. Thì thời gian vừa qua có một số bạn nhắn tin hỏi tôi là anh ơi tại sao mà cái cây kiếm vị hoàng của em á, cái lưỡi nó lại dính liền với nhau có phải vị hoàng không? Hay là em bị lừa thì cái này cũng rất là khó nói nhá Đây các bạn xem này Đây là trên cùng một cần hoa nhá Hai bông này Hai bông uh, cách nhau có một bông thôi Mà hoa khác nhau phải nói là một trời một vực luôn Đấy Đây là một sự biến thiên rất là rõ ràng Mà không thể chối cãi được Đây. Sự biến thiên Các bạn quan sát cho thật kỹ nha đây là cái lúc nó gần tàn hoa nó sẽ màu vàng vàng đậm Có lúc mới nở ra thì hoa rất nhạt, cực kỳ là nhạt màu luôn Và đây là có ánh nắng chiếu vào cho nên hoa nó đậm Vậy bây giờ thử Thử ngược nắng này, à, thử che nắng đi này Các bạn xem cái hoa này, che nắng đi nhá Khác biệt không ạ? Có nắng này Che nắng này Đó, nội mà cái chụp hình có nắng và không có nắng phát thôi đã khác biệt rồi và nhìn bằng mắt thường nhìn bằng mắt thường nhá có nắng và không có nắng nó cũng đã khác nhau ấy chứ đừng nói gì đến chuyện là nhìn ở trên hình nhìn càng gần thì lại càng thấy được nhiều những cái sự khác biệt còn nhìn xa thì không nói chuyện gì cả nhé các bạn Ok, về thân thủ thì cũng nhiều sự khác biệt lắm. Đây các bạn xem này, tôi đưa cái đây là cùng một chậu nhé. Cùng một chậu tôi tách ra làm bốn chậu là ba chậu. Các bạn thấy cái màu sắc này. Màu sắc của lá, các bạn xem màu sắc lá đi. Rất là khác biệt luôn. Đó. Cho nên ấy không có khẳng định được cái gì cả đâu. Khó, khó nói lắm tại vì ở trong vườn của tôi nó nở ra hoa rất là nhiều cho nên là tôi trực tiếp tôi quan sát nên tôi mới dám phán còn không trực tiếp nhìn không trực tiếp xem nói bừa đoán bậy thì không được nha các bạn rồi tiếp theo đến chậu xanh huế chúng ta nhìn từ xa sẽ thấy được chậu xanh huế có những cái đặc trưng đó là cái lá nó úp thìa này lá nó úp ngược lên này lá nó ụp vào này các bạn đó lá nó ụp này ụp một chút này nhưng mà lá kia không ụp nha đấy lá này ụp này úp ngược này lá này cũng hơi hơi một tí nhưng những cái lá này không úp nha lá này không úp một tí nào luôn nó còn ngửa hẳn ra luôn này các bạn đó cho nên nếu mà nhìn vào cái lá để mà phán được đâu là cây xanh Huế thì cũng hơi bị dễ bị nhầm nha các bạn lá kia nó úp kìa nhưng cái lá này đâu úp đâu lá này đâu úp đâu lá này đâu úp đâu mặc dù cây này cây này là cây bà của cây này đã cách nhau đâu có một một thế hệ thôi đấy là một cái sự biến thiên về lá nha các bạn ok rồi tiếp theo này sự biến thiên về hoa mời các bạn xem nhá đây đang nở hoa này trên này thì có vài vòi hoa đã tàn và có vòi hoa này đang nở. Ngược nắng nên nhìn hơi khó, tôi sẽ đi qua đằng kia. Ở đây cũng có xanh Huế đang chuẩn bị nở đây. Đây cũng là một chậu xanh Huế nhé. Đang chuẩn bị nở hoa. Chậu này cũng xanh Huế, chậu này cũng xanh Huế. Chậu này cũng xanh Huế, đang chuẩn bị nở này. Có vòi nụ này. Nói chung á là nở tận vườn, nhìn trực tiếp thì mới biết được sự biến thiên của nó, sự khác biệt của nó nhiều như thế nào. Chứ còn không nhìn trực tiếp mà cứ đoán bừa, đoán bậy hoặc là uh, chủ quan duy ý chí là không đúng nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bông xanh Huế. Cái bông này bông thứ thứ ba này. Bông thứ ba trên cần hoa. Đây. Rất là đẹp. Đây là bông thứ 5 này. Bông thứ 6 này. Bông thứ 7, bông thứ 8, bông thứ 9 này. Đây là một vòi hoa xanh Huế. Tuyệt vời không các bạn? Rất là dày. Rất là khít và cần hoa thẳng nhiều mông chuẩn luôn ngon rồi bây giờ tiếp theo này đây nha cây này ra vòi hoa này vậy thì vòi hoa này của cây nào của nó luôn đây nha, một cây nhé các bạn, một cây này. Ra vòi hoa này và ra vòi hoa này. Thì tại sao nó ra vòi hoa như vậy? Là tại vì tôi tách âm mất các bạn. Nên nó ra hoa đây. Chúng ta sẽ xem này. Đó. Bông. nó cũng gần gần giống nhau nhưng cũng không có bông nào giống bông nào cả. Tuy nhiên, đây sự khác biệt lớn lại nằm ở chỗ này. Chúng ta sẽ đi vòng sang bên này để quan sát hai vòi hoa ở bên này. À, một vòi chứ? Đây, các bạn xem cái bông này này. Các bạn nhìn cái lưỡi, các bạn xem cái cánh nhá, cánh bay nhưng mà cái lưỡi kìa đi xuống dưới này nhìn cho rõ hơn ạ đây các bạn thấy cái lưỡi ấy? rõ ràng không ạ này cái lưỡi nó nhọn này đó các bạn xem lưỡi này lưỡi này cái lưỡi này sự khác biệt cực kỳ là nhiều, sự khác biệt cực kỳ lớn. Trên cái vòi hoa luôn. Đây là trong cùng một chậu, cùng một mẹ mà ra các con, các cháu nha. Cùng một chậu đấy. Này. Các bạn xem này sự khác biệt này. Vòi hoa này và vòi hoa này khác biệt không? Khác biệt cái bông kia không ạ? khác biệt rất nhiều luôn Đây là một cái sự biến thiên mà có thể nói là rất lớn, nhìn phát thấy luôn Đấy Này, có cái lưỡi này nó rụng ra này Để so lưỡi này các bạn Đấy Nha, Này, so lưỡi này cho nên ấy đi mua giống ấy, các bạn nhất là giống xanh huế thì phải đợi nó ra một bụi mới phán được cụ thể. chứ còn nếu mà nhìn một cây thôi mà để phán ra được là cây xanh huế như đinh đóng cột thì hơi khó nha. đây cũng là cây xanh huế này cùng một mẹ với chậu kia tôi tách ra các bạn xem này nó có úp thìa đâu không hề đấy và đây cùng một chậu luôn nhá nhưng mà cây cây non này lá nó khác này cây này nó bánh tẻ hơn là nó khác này màu sắc này khác biệt khủng khiếp luôn đúng không ạ đó cho nên rút ra được một điều là mình mua lan mình chuẩn được giống là ok rồi nhé các bạn ngay cả cây năm cành trắng phú thọ nó cũng biến thiên khủng khiếp luôn về hoa cho nên hôm nào mà nở được cái hoa của cây năm cành trắng phú thọ tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn để mời các bạn chiêm ngưỡng ngắm một cách sâu sắc hơn về sự biến thiên cũng là ngắm hoa luôn. Và khi mình hiểu biết được nhiều thì mình sẽ đỡ bị lừa hoặc là mình sẽ đỡ bị uh, hụt hẫng. Wow, trong buổi chiều hôm nay lại có một chậu hoàng hồng nữa nở các bạn ạ. Bông vừa mới nở cho nên là hơi bị tối. Khoảng 3 ngày nữa thì bông này mới đậm được chỗ này thì hơi ít nắng nha các bạn rõ ràng là cái lưỡi là đặc trưng rồi nhưng mà màu sắc cánh thì mấy bông mấy cây nở ở trồng ở những chậu khác nhau thì nó lại nở ra khác một chút các bạn ạ năm nay kiếm của tôi chắc là được mùa rất là được mùa luôn á. Được mùa hoa và được mùa cây. Cây hoàng hồng bản lá 7,5cm, gần 8cm, bản lá khoảng tầm 7cm, 8cm, 9 chứ. Cây này đang có nụu. Năm ngoái thì cái vòi này được, tôi đo được một vòi hoa được 1m55, 39 bông trên một vòi hoa. Năm nay thì chưa biết thế nào. Cây cũng khá là bự các bạn ạ. Đây là một cây trung bình nhé. Cây đằng kia thì to hơn nhưng mà khó mà lấy được cái 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 góc quay cái bự nhất của nó được này các bạn to hơn bàn tay rất là nhiều đấy củ thì nó khá là cao còn cây này là bản lá chín sen này đây không phải cây hoàng hồng đây là một cây kiếm tiên vũ khác thôi Trời không còn nắng cho nên là hoa nhìn nó không được tươi lắm các bạn ạ Đủ nắng thì nhìn hoa sẽ phê hơn rất nhiều Chụp hình mà để ở tư thế này nhìn cũng rất là sướng đúng không các bạn?